Dạ, kính chào quý cô chú và anh chị. Lần đầu tiên Nam Chinh kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Hôm nay Nam kính mời quý cô chú và anh chị về xã Mỹ Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cùng tham khảo một cái thửa đất với diện tích là 9.700 m², chiều ngang mặt tiền là 35 m và chiều sâu vô là 300 m. Thì cái thửa đất này chủ rao bán với giá chỉ có là 460 triệu trên một công thôi quý cô chú và anh chị, 460 triệu một công. Thì mặt tiền đó là mặt tiền hiện tại là đường đá này thì rất là rộng luôn nè, nó đường đá này khoảng 8-10 m vậy đó. Rồi hiện tại đang làm cái mặt bằng đó, trước mặt chúng ta là một cái con đường rất là đẹp ha, từ đây ra chợ Mỹ Trung là khoảng 5 cây số. Mặt tiền của chúng ta thì từ cái vị trí này đây, cái phần này vườn bưởi mấy trong này quý vị, thì đi ngang qua đây là 35 m chiều dài ha. Ủa, 35 m chiều ngang, còn chiều dài là 300 m, 35 m ngang và dài 300 m. Hiện tại đang trồng bưởi da xanh, thì bưởi trong đây là khoảng 600 cây và đã được 1.5 năm rồi, trồng 5 rưỡi đó. Thì chủ không có thời gian chăm nha quý cô chú và anh chị, không có thời gian chăm nên người ta bán rẻ luôn. Còn cái miếng xích đằng đây thì cái giá nó cao hơn nhiều. Đường đằng kia thì xe đang lưu đó. Mặt tiền rất là đẹp luôn, đường xe ô tô thoải mái ha. Cái xe 4 chỗ đậu thì đậu có chút xíu thôi, còn nó dư rất là nhiều. Rồi bây giờ em đi vô vườn cho quý cô chú và anh chị xem nha. Đó, hồng bưởi, bưởi da xanh nha quý cô chú và anh chị. Đó, bưởi này chủ không có chăm nè, vẫn có trái. Nãy giờ qua viên mẹ giờ trái về nấu nước uống. Bưởi này là bưởi sạch luôn, không có phân thuốc. Có chăm đâu có phân thuốc. Trái quá trời trái luôn. Ở ngoài mấy ông này nói chuyện ồn quá, trong cũng có sót mấy cây mít nữa nè. Kế bên thì có nhà dân ở nha quý vị. Kế bên có nhà dân ở. Cái này đi múc cái đằng sau nó đụng cái đầu kinh. Đầu kinh nó đằng sau có đầu kinh ngang sao nữa. Nó có đường thoát nước làm sao. Miếng đất này thì nói chung đẹp rồi. Mặt tiền đường nhựa lớn mà giá có 460 công thì quá rẻ đâu có mắc đâu quý vị ha. Thì hiện tại thì đang trồng bưởi về, chúng ta có thể là cải tạo lại, xây cất nhà ở phần trước, rồi phần sau làm vườn, trồng thêm xoài nè. Nó có cây xoài đó quý vị. Vườn này đẹp, nói chung là đẹp quý vị. Ở dưới ao này thì chắc cũng có cá nè, ao bông súng đó. Vườn bưởi thì cũng còn có mít nữa nè. Chủ không có thời gian chăm nên người ta bán mà bán rẻ luôn. Được mặt tiền đường lớn gì mà có 460 triệu một công thì giá quá hời rồi. Rất là hiếm để tìm được những miếng đất như thế này. Tại vì bây giờ em công việc quá nhiều nên em làm có một mình nữa, nên không có cái thời gian để làm cái clip lại cho quý cô chú và anh chị kỹ hơn. Thì bây giờ em sẽ quay trực tiếp luôn cho quý cô chú và anh chị xem ha. Thì quý cô chú và anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho Nam theo số điện thoại là 0987776287. Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất. Rồi quý cô chú và anh chị có đất nào cần bán, cần chuyển nhượng thì cứ alo cho Nam nhé. Nam lên quay cho quý cô chú và anh chị và miễn phí luôn. Vườn bưởi này rất là đẹp nè quý vị. Nói chung bưởi này về chăm lại cái đất ở đây nó thích hợp trồng chanh, trồng bưởi dữ lắm. Thì ở đây trồng sầu riêng cũng đẹp đó. Khu vực Mỹ Trung này thì nói chung là không phèn, không mặn. Trồng cây trái rất là ok, rất là xanh tốt luôn. Cái vườn này là do chủ không có chăm nè. Rất là đẹp ha. Dài lắm, cái vườn này đi ra đằng sau là tới 300 m. Thì nói chung quay cơ bản một đoạn này thôi nhé quý vị. Đó, đi ra đằng sau nó còn dài dữ lắm. Xa thăm thẳm luôn. Lúc ra đằng sau là có con kinh ngang ở đằng sau á, có đường nhỏ đằng sau đó. Dạ quý cô chú và anh chị nào mà yêu nhà vườn, cần tìm đất giá rẻ thì cái diện tích này là 9.700 quý vị. 9.700 m². Giá là 460 công à. Cũng rẻ, giá này rẻ rồi. Rồi quý cô chú và anh chị thì quan tâm alo cho Nam nha. Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất. Lúc này sao nói chuyện ngơ cái nổi rồi quý vị. Từ khi mà Covid tới giờ mà nói chuyện không nổi luôn. Làm video clip mà nói chuyện thuyết minh là không nổi luôn đó quý vị. Nó kiểu cái hơi mình nó hụt làm sao á. Rồi quý cô chú và anh chị quan tâm alo cho Nam nha. Đến đây thì Nam sẽ
kết thúc video và kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ.